nó tuổi. Hello, chào mừng các bạn đã đến với Dr. Lee Official. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một buổi hẹn vô cùng đặc biệt với một cặp đôi cũng khá là đặc biệt, có tiếng và có miếng trong cộng đồng làng game Free Fire. Đó chính là... Nếu các bạn yêu quý Quang thì hãy sao kênh Thân Mong Vlog ha. Anh em chuẩn bị đi ăn hải sản mọi người ạ. Dù mình đã thử rủ nói đi ăn món khác nhưng lần nào ra Hà Nội cũng thấy là đi ăn hải sản. Đây là muội của chúng ta và xa xa đó là trẻ trâu. Anh em đang ngả ngốn nằm chờ bớt. Ok, tất cả đã lên đồ đạc xong xuôi và bây giờ chúng mình sẽ nhổ neo đi Royal City. Đây rồi, binh đoàn mùa dịch. Ok, tất cả đã đến nơi và đang trên đường đi vào quán hải sản Biển Đông đúng không nhỉ? Đúng. Đúng rồi, do tình hình hiện tại của Hà Nội nên là tất cả đều phải đeo khẩu trang mọi người nhá. Trông nước ăn sẽ cởi ra sau. Đây không khó để nhận ra Bus và Muội. Không, các bạn bỏ khẩu trang các bạn cũng nhận ra. Vẫn rất là tình cảm từ lúc trên xe cho đến bây giờ. Đấy. Sắp được ăn nên khá nhí nhảnh. Con gì rồi? Kìa. Anh ra đây xem. Có thể nấu cháo, nấu canh chua. Vâng ạ. Nấu cháo. Nấu cháo nhá. Vâng ạ. Rồi, đây mới là món chính của món ưa thích của Bus. Em bắt con này nhá. Một con. Không, mình cứ bắt lên. Ba con. Ba con. Vâng. Đấy, cua giấy đành đạch luôn. À nhầm, tôm giấy đành đạch luôn. Thương cho roi cho bọt, ghét cho bọt cho bùi. 3 hả? 3 cân 27. 3 27. Cảm nhận các cái tôm luôn. Như thế này là... Tôm bông 3 con. Và bây giờ thì mọi người sẽ được thưởng thức một màn là cắt tiết tôm hùm. Úi xời, giấy. Mày sẽ đứt tay. Cổ thân, nhìn chương. Tiết xong đánh sẽ đánh vào cái đĩa thịt bên dưới. Đấy, mọi người thấy nhá. Từng giọt tiết đang nhỏ ra, hơi khó nhìn. Tiết tôm mà. Đấy, tiết chảy nhiều hơn rồi đấy. Thương nhỉ? Rồi đấy. Nhìn thương rồi đấy. Lúc ăn có thương không? Không, không. Có thương không? Có, con này tí không thương. Tí ăn hết. Vẻ mặt thương cảm. Cái này là cái gì vậy? Tuy đã lấy hết sạch tiết nhưng vẫn sống khỏe mạnh. Không, nhưng mà nó không phải quá một ngày đâu. Vẫn khỏe lắm. Úi, đấy, đấy. Nhìn cái tay đấy anh. Mạnh tay lên. Chủ yếu là tỏi, gia vị, ớt. Không có mì chỉ. Rau xanh xào tỏi. Dầu má xanh cuộn sóng. Ôi! Dầu xanh cuộn sóng. Đây dầu xanh cuộn đũa. Chỉ thấy mỡ văng tung tóe. Quả pha nước chấm huyền thoại của Bus. Nhìn cũng ra gì rồi đấy. Còn này anh Nam mà chấm chắc là nhớ nhau, nhớ em cả đời. Đéo. Thơm lắm. Ngon chưa? Thơm. Người thiềm xúc. Dạ. Yeah. Đấy. Ok.
Mời các bạn nha. Đây là món tiết canh tôm, tôm hùm bông. Nơi nó hay cười cổ ngựa. Nhưng mà nó hay cười cổ ngựa. Anh cười cổ ngựa. Chịu. Cứ thử đi. Không biết kiểu gì. Thế mà biết kiểu ngựa. Ngon. Vị nó thế nào? Mặn. Ngọt hay mặn? Có vị chua của chanh này. Ngọt của tôm này. Mặn của nước biển. Mặn của nước trái. Thơm thơm của lá nữa. Cộng với lại là một tí mùi của lá chanh nữa là mùi. Hòa quyện vào nhau nó tạo thành một cái vị. Như hiểu mà mình được ăn gan trời ấy. Gan trời. Nhưng lần này anh ăn đầy đủ được cái canh vịt. Sao ra? Làm. Cuối cùng cũng hiểu gan trời nó bị như thế nào. Ừ. Nó gan trời. Kiểu gì nó nhám nhám. Cái... không ăn được. Thế đâu? Ăn thử thôi. Em ăn đi cho khỏe. Nó xé. Tối về đánh mình bớt cho nó xuống. Nó tuổi. Em ăn em mới đánh. Kiểu thương hoa thiết ngọc thôi. Đấy. Bớt tặng tôm hùm mừng nút bạc cho muội nhá. Mang tôm đi cắt. Ok, tôm hùm đã lên đầy đủ. Đây. 3 con tôm liền. Tôm. Lấy nước chấm này. Nước chấm nhá. Lấy nước chấm đây. Đấy, nước chấm chính tay Quang pha chế. Tôm chính mồm Quang ăn. Đây. Mời các bạn nha. Chưa nuốt đã biết ngon. Ăn mừng nuốt bạc thì như vậy. Ăn cả thế giới. Có nhiều mà không ngon đâu. Cô đang vui mà em quay đó. Có nhiều mà. Hay. Quay đâu. Hay. Thế có ngon không? Ngon không? Mình có một cốc bia muốn gửi lời chúc biệt anh Nam và tất cả mọi người là chúc sức khỏe luôn luôn. Thì mình không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và cảm ơn Quang và anh Nam đã đồng hành cùng em trong suốt quãng đời làm YouTube, thấy không? Rồi anh em lên chúc mừng muội. Vô. Ok, thế đi. Alo chú không? Giờ về chú đi. Anh nghe nhiều cảm nhận với nước chấm mình như cảm nhận với tôi. Thôi cho anh rồi, chỉ cho anh nhé, chỉ anh có tên nhé. Anh thấy là nhờ có tôm mà nước chấm nó ngon okay. Một cách khác thường. Thấy không? Không biết. Thế chứ. Phải nhờ có nước chấm tôm nó ngon một cách khác thường. Em cầm đi, em cầm lên chị đã. Đúng không? Tôm nó tôm bị nước chấm lên. Nước chấm nó chấm từ nước chấm anh bao. Em ăn một miếng no. Em ăn hai miếng no, kiểu là hình như thừa tôm. Thừa chất đạm quá. Thừa tôm. Thừa tôm đấy. Thì Quang biết làm gì đấy. Mang về. Thôi. Phải hỏi anh em chấm nhiều vào rất anh chấm nhiều lên. Anh chấm nhiều lên. Chấm nhiều vào. Nhiều là mặn quá. Không mặn. Mặn. Không. Đấy là ăn cái mặn này. Thế anh nhạt rồi. Em ở trên đấy em mặn. Nào. Con cá đang sống qua đường sắt là nó trở về chỗ nào. Chúng ta nên thả lại đi. Thả lại anh cho nó sống. Mặn không giờ cho xem mang về không mang giờ cho em không ấy không em cầm cái viên nó không thì em cầm sao vì mình ăn rồi mình biết rồi biết không muốn ăn lần nữa mang về cho gia đình nhưng mà nó phức tạp anh muốn cho gia đình không giờ nó rắc nó ngoằn
Bơ có ship hả? Ship ạ? Ờ. Nó ship tiêm tôm. Nó không. Nó tiêm cho con tôm ngủ. Không chết. Về nhà vẫn sống. Ơ. Có tôm á? Ờ. Tôm đó. Thôi mà ăn bổ thì mình bổ ai đâu. Ăn tôm hùm mới 3-4 ngàn một con. Rồi mỗi người ăn ít thanh cảnh hay cho vừa vừa hồn. Yeah. Ăn nhiều mấy luôn đấy. Ăn kiểu gì? Người ta còn ăn như văn hoa. Ăn trứng. Khỏe ra. Chiến trường. Rồi mọi người đang dọn dẹp nốt những gì có thể. Tôm ăn không hết, phải gói mang về. Hai hộp tôm dành cho buổi đêm bay lắc tiếp theo của bớt. Đấy, bụng phận đây rồi. Tổng thiệt hại. Tổng thiệt hại 10.700. Tổng thiệt hại đúng vào 61.000. Tổng thiệt hại 806 đồng. Tính ra là bao nhiêu con lợn nhỉ? Rồi, non nê phải phơi xong giờ mọi người chuẩn bị về lại khách sạn nhá. No quá. Ăn phát béo luôn. Ăn tôm phát béo luôn. Quay đây thôi, quay.